Sát thủ không biết võ thuật kể về Bạch Trử, con gái của một vị tướng, gia đình bị tiêu diệt trong ngày cưới được tổ chức công lý Tháp Kim An giải cứu. Và vô tình gia nhập tổ chức sát thủ Thung Lũng Ma để trả thù. Cô gặp Lin Ju do Lương Tuyết Phong thủ vai, người đang che giấu danh tính thực sự của mình, và gặp Su Si Chen do Hứa Hạo Tường thủ vai, một đệ tử của ma giáo. Họ tay trong tay cùng nhau vượt qua giang hồ đẫm máu, đan xen cuộc đời và đảo ngược một cách hài hước, cùng nhau trải qua thăng trầm của giang hồ. Bộ phim chứa đựng yếu tố kỳ ảo phương Đông với tình cảm Trung Hoa, tinh thần võ thuật sâu rộng và phong cách nghệ thuật truyền thống và cổ điển nhằm tạo khúc dạo đầu cho thế giới đầy biến động.